gì? Đó là hình cung, đúng không? Cái móng này, ví dụ con ngựa đó, con ngựa là muốn nó người ta nuôi nó, người ta để cho nó chạy được, người ta phải làm gì đó, phải không? Cái chân nó làm gì? Phải đóng vô, giống vô cái móng của nó, những cái gọt sắt, đúng không? Làm những cái gọt sắt làm ta đút, làm cái móng ngựa, biết không? Ý đó không? Giờ gì cũng biết. Có bao giờ coi thế giới tới đây không? Thôi thì lên chi tiết mở lên gõ vô nha, hỏi cái món ngựa là gì nha, món giò. Thôi hỏi đó thì mình đã mình dốt rồi, hãy phổ cập cho mình trước nha. Đó thì nó hình dạng như con gì nè nha, đúng rồi, vào lăng hành đó. Thì sao rồi món ngựa ý nó nói là từ bên này qua bên kia nó phun lên thì đó, trùng lò nó tạm vậy đó, hiểu không? Đó là rò móng ngựa, giống hình giống thần hình móng ngựa, biết không? Ở đó tao biết sao thần nó dính với nhau cong lên, đúng không? Đó thì nó thần nó dài qua đây, từ đây qua đây dính lại với nhau, đúng chưa? Hiểu không? Thì đó thì từ đó nó như nó ra một trăm phần trăm cái họ áp xe cạnh hồng môn, họ xe thì dễ quá là xác định dễ, sau này dịch hay em đây cũng đánh giá gì đó là tốt, nó dựa vào nước mà nhá. Đó khói như tròn tròn đó bên kia đó, thấy không? Đó là họ xe. Đó hai đó phóng ngựa đó. Tất nhiên thì là đòi nó nhẹ, chứ móng của ngựa này không có được. Ta chỉ hình dung thôi, người ta đặt tên đó, từ trí tưởng tượng thôi. Đòn dài từ bên này qua bên kia. Ờ, áp xe chứ, từ bên này qua bên kia. Pinterplasty là gì? Nào đã giỏi nha các bạn. Mèo lá chấm. Chữ nào? Pinter là gì? Cơ bào bắt đi, nhớ không? Bắt đi Pinter. Nhớ không? Phải biết chứ. Rồi, đó là Pinter hay còn cái Pinter Plasty là gì? Plasty là gì? Plastic surgery, cosmetic surgery, biết không? Plastic, biết không? Trời ơi, kiếm luôn. Plastic surgery, biết không? Biết không? Đó, plastic là gì? Nhựa, đúng rồi, phải không? Cái câu đó, nó phải có nghĩa khác. Cái lòng gì ạ? Trời khổ quá. Giấy tạo đó là sao? Coi như là thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ. Thẩm mỹ là gì? Là tạo hình lại đó. Nghe chưa? Pinterplasty. Nó cũng xuất phát từ cái chuyện đó ra đó. Hiểu không? Anh ơi, họ hàng. Sao em trai mà có một ảnh? Em trai cái ảnh T1, T2. Nó có T1, T2 là do cái mức độ nó quá là chắc hồng. Nó sẽ cho cái mức độ nó bị của nó on skill. Nha, do nó chỉnh thôi chứ nó chỉnh trên máy á, nó chỉnh nó kéo nha, đo từ bao nhiêu hoặc siêu đến bao nhiêu hoặc siêu là kiểu độ gì, hiểu chưa? Dạ, nhưng mà sau đây có một ảnh à, thì đây đưa lại coi hình nào rõ chứ đẹp chứ thôi nha. Em đang có là một số cảnh quan, nó chỉ có một số chất mà cái đó môn là hiệu quan, cái đó nó sẽ giúp cho cái hình của em trai, ví dụ là em trai T1 hoặc em trai T2 rõ hơn đó, chứ không phải là cảnh quan nhé. Em kéo bớt cái màn là mình không thấy gì tổn thương cơ bằng cơ bắp trong á, sau khi mà cảm thấy tại biến là tức cơ vòng là một bộ
rất là biết không. Tiếp sao không? Nghe cái bô bên cạnh. Cứ đi cầu nhập về không tự chủ được. Cái gì mà mình tự quyết được á thì nó tốt, nó thoải mái lắm. Tự quyết ta tự quyết thôi. Còn cái gì mà không thể tự quyết được nó khổ lắm. Thì mấy cơ này nếu mà cơ thắt mà nó bị đứt thì sao? Chỉ còn không tự chủ được. Nha. Thì những cái tai biến đó là do một là sau hổ trĩ nè, hay gặp là hoặc là sau cắt đường rò này, rò móng. Rồi điều trị, quý khám điều trị nhé, nhiễm trùng cấp tính, chỉ định sớm cho phẫu thuật và dẫn lưu. Rồi, tức là những cái áp xe đó bạn, thì là mình phải bỏ mổ sớm, mổ sớm. Thứ hai, hai nguyên tắc chính của mổ đường rò là phải bảo vệ an toàn cơ thắt. Thứ hai là phải cắt đường rò. Các đường rò thì nó không bị tái phát. Bảo vệ cơ, bảo vệ an toàn cơ thắt là nãy nó rồi. Bảo vệ người chủ. Được chưa? Phương pháp điều trị nè, các mô xương đường rò nè, mở đường rò, cột dây thun hoặc là bơm keo sinh học. Đó. Nhưng mà đa phần phổ biến là các đường rò. Nhìn chữ tiếng Anh có ráng nói chữ tiếng Anh kế bên nha bạn. Fistula cái gì làm sao? Fistula glastomy không? Glastomy chứ. Đúng không em? Rò là gì? Rò. Đó là cái tiếp vị ngữ đầu tiên đó. Còn ectomy, ectomy là gì? Cắt bỏ. Ectomy là cắt đó. Em rồi mở đường rò đó, cái tiếp đó là cái tiếp vị ngữ của đường rò và ectomy. Ectomy là mở ra. Ví dụ như là mở đưa ruột ra da đó, phẫu nhân tạo cũng là ectomy. Ví dụ như là ileostomy. Ile là gì? Ile dạ dày gì cũng được. Dạ dày là cái gì? Dạ dày là cái gì? Cái gì? Đúng không? Hoặc là đúng không? Thường là thầy gastric. Ileostomy là gì? Tá đèn là gì? Hả? Điều thì được. Rồi học trang Jeju gì? Bảo gì? Jeju nostomy đúng không? Hoàn gạc Ileostomy đó. Thế hoàn đại trang cô lâm đúng không? Cô lâm nó đi cô lâm đi quá không? Colonostomy là mở đại trang ra da hay là hồn môn gì cả. Được chưa? Cái gì đưa ra? Cái gì mà đưa ra là cái ectomy luôn. Được không? Rồi, còn tiếp không? Rồi, là bơm keo sinh học ha. Tức là bơm keo sinh học thì nó đứt đường rò, không cắt, mà đứt luôn đường rò. Nhưng mà keo sinh học thì sao? Nó mát, nhiều khi cũng tiếp nhỏ xíu như là mấy gần cái chuột tiểu. Hiểu không? Đó. Đó. Ghê rồi. Nhờ lỗ rò đó, nó xuyên qua vô cái lỗ rò thôi, thấy không? Dễ thiệt. Tưởng nó bị đau dao mà. Cái gì mà tung xẻo. Nó xuyên đường rò, nó xuyên vậy đó, thấy không? Vị trí đường rò khoảng 1 giờ xuyên trong. Nha. Em lỗi nào mà bị không? Thì nó đi ngại mổ gấp nha. Gấp. Để nó không nó thành rò mình làm và mệt đó này. Rồi, cái này là mổ, cái mổ là cắt đường rò. Mình cắt cái đường rò đó, ô sơ đường rò, và cái hình ta dễ không? Đó, mình phải lấy nguyên tắc là mình lấy hết đường rò. Mục tiêu, bạn mục tiêu thì cũng chưa thấy tập chuyện gì đâu. Nha, nên là cứ hiểu thôi, hiểu sơ là được. Đó, thì ta cắt đường đó. Trên đây nói một cái nữa.
Bây giờ dạ không hiểu gì mà. Bài này nhớ được sách rồi. Hello. Đi làm thì phải bỏ rồi. Thì đi làm thì phải bỏ rồi. Dạ, học bằng tình học thì bỏ rồi. Đi làm thì phải bỏ rồi. Đi làm thì phải bỏ rồi. Đi bỏ rồi. Nha, thì bây giờ cái gì đó chán đời, tình chán đời, khó tay kêu bỏ ra em, kêu bỏ tới cùng cực đâu, từ từ lại sẽ được nếm mùi à, nha, nên là đừng có chút xíu rồi là thay khổ bỏ sữa rồi, nguyên tắc bỏ em, nếu mà trường hợp mà nó có nó đi ra phía ngoài của cơ thắt, cơ trong thì mình, nếu mà mình cắt được đòn, cắt được đó thì mình coi như là mình theo được đường cơ thắt, hiểu không? Nên thường người ta sẽ còn chỉ thu, còn xuyên qua cái đường rờ đó thì từ từ giống như bạn còn cái đuôi chó đi, vài nhà xưa tôi đuôi chó đuôi mèo, ta còn chỉ thu, từ từ cái đuôi nó bị thiếu máu rồi luôn, tiếng không biết không tiếng thì bị tiếng, không biết không biết, nó thiếu máu rồi tự nhiên nó bị mày từ cơ ấy không? Dạ biết. Vậy ở đâu? Từ đây vậy đâu? Sài Gòn đấy. Ở dưới quê cầu không phải ở Sài Gòn hết nên là không biết đâu hồi xưa người ta còn cái nuôi chó này gì không không biết nữa không biết vì sao ta còn nữa hình như là có tâm linh gì đó còn rồi chó còn cho nó đứt đuôi bớt thì nó khô hay đó nên mới có cái tục là còn cái nuôi chó mèo gì đó rồi thì sao thì nó thiếu máu mà nó thiếu máu từ từ thì đó là bị hoại tử khô là cùng nó đen thui nó khô đen thui rồi nó rụng hả thì cái này y chang thì nó còn vô đường đò đó là chi bạn cho cái đường đò đó cho nó thiếu máu từ mô cơ thể mình nó mô bắt đầu nó mọc lên nó đầy lên bắt đầu nó đầy mục đích này hay thiệt đó là còn gì luôn mình thấy không nó lùi dây thun qua cái cơ thắt đó, có cơ thắt trong, đó, còn lại, thường là khoảng vài tháng cho nó lùi nha, cái này là cái gì à, đó là cột dây thun đó các bạn, đó, cái hộp môn này thấy ghê quá không, cái này là này gì và như cái mê á, cơ bọc sẽ ảnh hết rồi biết không? Cái phê cơ bọc nó dạng nên mình nhìn thấy được nó không to lại nhé. Rồi phía dưới đó hôn ta còn dưới hôn phía dưới nhé. Đó, thấy không? Ghê quá hả? Bình thường. Cái sẽ học dạng nâng nhé. Hôn cái sẽ học đây mình rất là mắt khó là mình đang rất là bình thường là đang một cách rồi thôi mình tiếp luôn bài tiếp theo đặc biệt đó.